Sau sự cố về pin trên Note 7, nhiều người đã dự đoán Samsung sẽ đổi tên dòng Note để tránh tai tiếng. Nhưng cuối cùng thì Note 8 vẫn ra mắt, với tên Note thân quen như thường lệ. Có thể nói, Note 8 là chiếc Note tốt nhất mà Samsung đã từng tung ra từ trước đến nay. Trên Note 8 thì Galaxy S8 cũng đã được Samsung trang bị rất nhiều điểm mới như là màn hình vô cực, cấu hình mạnh và những tính năng bảo mật sinh trắc mới. Tuy nhiên, với fan của dòng Note thì không có gì thay thế được chiếc bút S Pen, cái mà chỉ trên dòng Note mới có. Ngoài ra, trên Note 8 còn được trang bị cụm camera kép và cấu hình cao nhất ở thời điểm này. Về thiết kế thì Galaxy Note 8 vẫn sở hữu thiết kế thời thượng với khung viền kim loại, mặt trước và sau đều được trang bị kính cường lực cao cấp thế hệ mới nhất. Mặt trước Galaxy Note 8 thì được trang bị màn hình cong vô cực, kích thước màn hình khá lớn lên tới 6,3 inch, được làm cong nhẹ tại hai bên. Trên đây là cảm biến tiệm cận, loa, camera trước và camera hồng ngoại để nhận diện mống mắt. Trên Note 8 thì phím home cứng đã hoàn toàn biến mất. Các phím điều hướng này cũng đã được đưa vào trong màn hình giống như Galaxy S8 vậy. Cạnh trái này là các phím điều chỉnh âm lượng và Bixby. Bên phải là nút nguồn của máy, trên đây thì là mic thu âm và máy hỗ trợ 2 SIM hoặc thẻ nhớ micro SD. Khe SIM này của máy thì vẫn được làm từ nhựa, y chang như là trên chiếc Note 5 vậy. Và đây được gọi là đặc trưng của dòng Note 8, chiếc bút S Pen. Quan trọng không kém là máy vẫn hỗ trợ chân cắm tai nghe 3,5mm. Mình thấy việc tích hợp chân cắm tai nghe như trên Note 8, S8 không ảnh hưởng mấy đến độ dày hay khả năng chống nước, nhưng nhiều hãng khác lại vì các lý do này mà bỏ chân cắm gây bất tiện rất là nhiều. Sau máy này là cụm camera kép rất lớn, đối với mình thì cảm biến vân tay ở đằng sau rất khó dùng vì nó cao và dễ bấm nhầm sang bên cạnh, nhất là đối với tay con gái. Trên S8 hay là S8 cộng thì nó đã khó rồi, mà Note 8 thì còn dài hơn hai máy kia, nhưng mà do để cảm biến nhịp tim vào cạnh vân tay nên là đỡ bấm nhầm và làm bẩn camera hơn. Máy dài như vậy thì cũng rất khó dùng một tay. Còn về cảm giác cầm thì các góc cạnh máy được làm bo cong mềm mại, tạo cảm giác cầm nắm rất là dễ dàng, và thiết kế máy dài giúp thân máy bớt to ngang. Các viền máy bo cong cũng đem lại cảm giác cầm dễ chịu hơn so với các smartphone thông thường màn hình 6 inch. Cả hai mặt trước và sau thì đều rất dễ bám vân tay, để hạn chế và bảo vệ máy thì bạn có thể sử dụng ốp lưng đi kèm. Mặc dù độ hoàn thiện qua các thế hệ Samsung màn hình cong đã tốt dần lên, nhưng mà tuy nhiên vẫn có một chi tiết trên Note 8 mà mình cảm thấy không được hài lòng lắm, đó là những phần tiếp xúc giữa mặt kính và viền kim loại ở mặt trước, mặt sau thì đều có khe hở khá là lớn, thậm chí mình còn có thể đưa cả tờ tiền polymer vào. Mình nghĩ Samsung phải làm khe hở này vì kính và kim loại giãn nở khác nhau và máy vẫn đảm bảo chống nước, nhưng mà dùng lâu thì bụi bám vào các khe này rất là nhiều, làm máy xấu và khó vệ sinh. Còn về màn hình, máy có màn hình ấn tượng, máy dài, tỷ lệ màn hình 18,59, vốn đã dài hơn các smartphone thông thường, màn hình máy lại lớn nên là nhìn càng dài. Cụ thể, khi mà chơi game Alpha 8 trên chiếc điện thoại này, bạn sẽ nhận thấy màn hình dài, không gian hiển thị lớn hơn, nói chung sử dụng rất là thích. Và kèm theo đó là độ phân giải cao, cho phép hiển thị nhiều nội dung hơn. Và với màn hình dài hơn thì việc chia đôi trên dưới để dùng hai ứng dụng cùng lúc thì cũng tiện hơn đôi chút. Tuy nhiên, khi mà bạn mở phim trên YouTube thì lại không được sướng như thế, vì phần lớn phim trên này có tỷ lệ 16:9, nên là khi xem sẽ thấy hai vạch đen ở hai bên như thế này. Nếu mà thích thì bạn phóng to lên cũng được, nhưng mà như thế thì sẽ bị mất một ít nội dung. Khả năng hiển thị màu sắc rực rỡ là thế mạnh của màn hình OLED và trên Note 8 cũng không phải ngoại lệ. Chế độ mặc định hiển thị màu rực, tươi, xem phim hay là xem lại ảnh vừa chụp thì rất là thích. Nhưng mà để chỉnh ảnh thì cần chính xác màu thì lại không được tốt lắm. Nếu thích màu chuẩn thì mình sẽ chuyển về chế độ cơ bản, nó thuận màu hơn nhưng mà nhìn sẽ bị nhạt hơn nhiều so với chế độ gốc. Ngoài ra thì Note 8 còn xem được cả phim HDR nữa, theo chuẩn HDR10. Khi mà xem các video hỗ trợ trên YouTube hoặc là Netflix thì Note 8 hiển thị sẽ sáng hơn, màu sắc rực hơn so với các máy không hỗ trợ như là S8 chẳng hạn. Và chế độ HDR là tự động nên là bạn không cần phải bật gì cả. Còn về camera, Note 8 là smartphone Samsung đầu tiên được trang bị camera kép 12MP để chụp chân dung, camera chính góc rộng khẩu độ f1.7, lấy nét PDAF và camera thứ hai khẩu độ f2.4, cả hai camera đều hỗ trợ chống rung quang học. Chế độ chụp chân dung trên Note 8 cho ra ảnh khá là ảo, nịnh mắt. Các bạn có thể xem một số ảnh mình chụp sẽ nhận thấy là độ nét cao, xóa phông tốt nên là không bị lem nhem như là iPhone. Ánh sáng và kể cả khi mình chụp buổi tối thì ảnh cũng không bị rung. Ví dụ sau khi chụp xong, bạn thấy ảnh xóa phông nhiều quá thì vẫn có thể chỉnh lại được. Một cái nữa mình thấy rất hay đó là Note 8 có thể chụp cùng lúc hai ảnh từ hai camera luôn. Thế là bạn sẽ có một ảnh góc rộng và một ảnh chân dung, thích chọn lưu ảnh nào cũng được. Tuy nhiên, ảnh chân dung của Note 8 thì có lúc bị lệch màu nhiều quá, như ảnh này thì mình chụp lúc trời gần tối rồi mà trông vẫn như còn nắng. Nói chung là nhìn ảnh của Note 8 thì khá là nịnh mắt, nhưng mà thỉnh thoảng sai màu quá thì cũng không được hay lắm. Ở trên thì mình đã tập trung nói về chế độ chụp chân dung, nhưng mà camera thường của Note 8 thì cũng rất là tốt.
Nếu trên S8 ảnh chụp nét, bắt sáng tốt như thế nào thì Note 8 cũng y như vậy và gần như bạn giơ lên chụp là có ảnh đẹp. Màu sắc thì cũng theo hướng nịnh mắt nên là không thật lắm. Máy ảnh tự sướng trên Note 8 thì có độ phân giải 8 megapixel, cho phép mình điều chỉnh để làm đẹp khuôn mặt và còn có thể ghép mấy hình dễ thương này vào nữa. Nói chung mình thấy camera selfie của Note 8 chụp ảnh đẹp, nhanh và làm đẹp trông cũng tự nhiên chứ không bị giả. Note 8 vẫn dùng vi xử lý Exynos 8895 như S8, nhưng mà RAM lớn hơn, được nâng lên 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đây là cấu hình mạnh nhất của Samsung hiện nay rồi và cũng thuộc top đầu trong các loại chip luôn nên là máy chạy rất là mượt. Mình dùng máy hàng ngày, làm đủ thứ từ chơi game, chụp ảnh, lên Face hay là xem bản đồ thì mình rất ít khi thấy nó bị giật hay là mở ứng dụng lên bị chậm. Và điểm hiệu năng mình đo được qua phần mềm AnTuTu thì đo được 176.000 điểm, chỉ đứng sau iPhone 8 Plus. Cách đây không lâu thì mình có đọ trực tiếp với iPhone 8 Plus, trang bị vi xử lý Apple A11 Bionic, Note 8 trội hơn chiếc iPhone một chút về độ mượt khi chơi các game nặng như là Warhammer, Free Blade và khả năng giữ các ứng dụng đa nhiệm. Tuy nhiên thì tốc độ mở ứng dụng, tải màn chơi của iPhone vẫn vượt trội hơn so với Note và điểm đánh giá hiệu năng qua phần mềm cũng cao hơn. Giao diện phần mềm trên Note 8 giống như ở S8, nhấn mạnh vào những gam màu trầm và đơn giản, không còn sặc sỡ như một vài năm trước. Những phần mềm cái sẵn cũng không còn nhiều, trừ một số phần mềm của Microsoft và Facebook, phần nào đem lại trải nghiệm mượt mà hơn. Tất nhiên, các bạn đừng nghĩ rằng Samsung đã loại bỏ hết tất cả những tính năng thừa thãi từ nhiều thế hệ trước, họ chỉ mặc định tắt và giấu nó sâu ở bên trong cài đặt mà thôi. Và nhắc tới Note thì chắc chắn không thể bỏ qua chiếc bút S Pen rồi. Ngoài tác dụng ghi chép ở màn hình khóa hoặc khi mở máy ra thì Samsung cũng bổ sung mấy tính năng mà mình thấy rất là thú vị. Ví dụ là tính năng viết tin nhắn động này. Bạn nào mà tỏ tình hay là cần nhắn gửi gì thì rất là tiện, hoặc là để vẽ chỉ đường trên bản đồ cũng được. Hay là tính năng dịch này, ví dụ mình đọc báo mà thấy từ nào khó quá không hiểu thì mình sẽ dịch luôn. Tất nhiên là máy dùng Google dịch nên là chỉ đủ để hiểu thôi. Và mới đây thì Samsung cũng đã giới thiệu tính năng thanh toán Samsung Pay dùng được trên Note 8 cùng một loạt máy cao cấp khác. Với Samsung Pay thì bạn đi siêu thị hay là mua sắm chỉ cần đưa điện thoại ra là trả tiền được, không cần mang tiền mặt hay là thẻ đi nữa. Tuy nhiên thì mình có dùng thử vài lần thì thấy có chỗ thanh toán được, có chỗ không và cũng mới chỉ có một số ít ngân hàng được hỗ trợ. Pin của Note 8 thì có dung lượng là 3.300mAh thôi, nhỏ hơn cả Note 7 hay là S8 Plus. Có lẽ là năm ngoái Samsung thiết kế pin lớn dẫn đến cháy nổ nên là năm nay hãng đã phải làm pin nhỏ hơn. Mình dùng thực tế thì thấy pin của Note 8 hơi thất vọng một chút, ví dụ sáng 8 giờ rút sạc, dùng bình thường thì tối khoảng 9 giờ máy đã báo pin yếu rồi. Và khi mà xem kỹ hơn thì mình thấy Facebook hay Instagram chạy ngầm là cái tốn pin nhất. Nên là khi mở màn hình lên dùng thì không hết nhiều pin, nhưng mà tắt màn hình đi thì máy vẫn bị tụt. Ở một số máy khác thì thoát ứng dụng là hệ thống tắt luôn, nên là máy vào trạng thái ngủ sâu tiết kiệm pin, nhưng Note 8 thì không được như vậy. Nếu mà cần dùng lâu hơn thì bạn có thể chọn chế độ tiết kiệm pin, nó sẽ giảm độ phân giải, tắt tính năng Always on Display và kết nối mạng khi tắt màn hình, nên pin dùng được lâu hơn. Ở trên mình nói là máy chủ yếu tụt pin vì ứng dụng chạy ngầm, nên là trong mấy bài đánh giá pin tiêu chuẩn của VN Review thì Note 8 vẫn cho con số tốt. Cụ thể là Note 8 đạt đến 12 giờ lướt web, 13 giờ 30 phút xem phim và 5 giờ 30 phút chơi game. Máy có củ sạc nhanh nên sạc đầy chỉ mất khoảng 1 giờ 40 phút thôi. Mình cũng có cả đế sạc không dây nữa. Note 8 hỗ trợ nên sạc rất là tiện, chỉ việc đặt lên để sạc chứ không cần phải cắm dây. Và tuy nhiên nếu định mua sạc không dây thì bạn lưu ý là sạc không dây sẽ chậm hơn kha khá so với sạc dây thông thường đấy nhé. Vừa rồi là video đánh giá chi tiết Samsung Galaxy Note 8. Tổng thể thì mình thấy Note 8 năm nay sở hữu một thiết kế cá tính hơn, camera tốt hơn, hiệu năng mạnh mẽ hơn khi so với chiếc Note của năm ngoái. Ngoại trừ điểm yếu về pin và một số chi tiết thiết kế, những khía cạnh khác của Note 8 thì hoàn toàn có thể khiến người yêu thích dòng Note hài lòng. Tuy nhiên, với giá tới 22,5 triệu thì chắc nhiều người cũng sẽ phải phân vân. Vì những máy Android cao cấp khác như là Sony Xperia XZ Premium hay HTC U11 rẻ hơn nhiều, chỉ khoảng 17-18 triệu thôi. Chênh lệch tới 4-5 triệu mà sử dụng không thua kém nhiều thì chắc cũng phải đắn đo. Và với tầm này thì sắp tới có thêm iPhone 8 Plus chính hãng nữa. Các bạn nghĩ sao về smartphone cao cấp nhất này của Samsung? Hãy cho mình biết bằng cách comment ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.